Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Thảo Dược Người Dao của A Sơn. Hôm nay A Sơn xin chia sẻ cho các bạn về một cây thuốc nó cực kỳ là quý hiếm. Hiện tại bây giờ thì nó trở nên hiếm rồi. Còn đợt trước thì có khá là nhiều. Tuy nhiên bây giờ thì hầu như là không có. Và ở những cái khu vực mà có người Dao như chúng tôi sinh sống thì hầu như là tuyệt chủng rồi. Và cây này tôi phải đi rất là xa, đi vào rừng của anh em người dân tộc Mông sinh sống thì mới có cái cây thuốc này. Và cây thuốc này hôm nay tôi đi cả ngày thì mới tìm được hai cây. Cây này là cây thứ hai, còn một cây thì tôi đã chặt rồi. Tôi mục đích chính của tôi hôm nay là đi lấy cây thuốc này. Cây này là một cây chữa bệnh trĩ là đầu tiên. Đấy. Tác dụng của cây này điều trị bệnh trĩ thì không phải là nói rồi. Đấy. Thuốc của người Dao mà điều trị bệnh trĩ, bệnh xa tử cung mà không có cây này thì hầu như là tác dụng nó sẽ giảm đi rất là rõ rệt. Đấy, cho nên là hôm nay tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cây này. Cây này gọi là cây ốc tràn lấp hay. Cây này có tác dụng điều trị bệnh trĩ rất là tốt. Nó phải đi kèm với một số cây như là cái cây mộc thông. Đấy, cây tràn lấp này kết hợp với lại cây mộc thông này, kết hợp với lại cái cây móng bò này, đấy, kết hợp với lại cái cây ké hoa vàng này, kết hợp với lại cái cây dây quai ba lô này. Đây, hôm nay tôi chia sẻ luôn cho các bạn xem về cây dây quai ba lô luôn. Đây chính là cái dây quai ba lô này. Đấy. Dây quai ba lô chính đây. Đây là một trong những cái vị thuốc không thể thiếu đối với bệnh trĩ, bệnh xa tử cung, xa trực tràng ấy. Đây là của người Dao thôi, còn ở chỗ khác thì tôi không biết. Mà người Dao là người Dao ở trên tôi, và đặc biệt là tôi rất hay sử dụng cái cây này để kết hợp những trường hợp bị bệnh nặng ấy. Còn bị bệnh nhẹ thì chúng ta sẽ không cần đến cái cây này cũng được. Tuy nhiên là trường hợp bị bệnh nặng thì chúng ta phải kết hợp với lại cái cây dây quai ba lô này. Cây này thì có hai loại nhé. Cây này là loại trắng thôi. Còn một loại đỏ nữa, loại đỏ nó tốt hơn cây này rất là nhiều. Cây này thì tôi chỉ giới thiệu cho các bạn thôi, chứ tôi không dùng cây này làm thuốc. Mà tôi dùng cái cây đỏ, dây quai ba lô đỏ kia. Tuy nhiên là dây quai ba lô đỏ với cây này nó đặc điểm nhận dạng nó gần tương đương nhau. Và cái cây dây xanh này, dây quai ba lô xanh này, hay còn gọi là dây quai ba lô trắng ấy, cái này thì nó đặc điểm nhận dạng của nó thì nó dẹt hơn cái cây đỏ rất là nhiều. Đấy, kể cả nó ra thì nó cũng dẹt, nó không giống như cái dây quai ba lô đỏ kia. Đấy, dây quai ba lô đỏ kia nó dùng làm thuốc nó cực kỳ tốt, vừa điều trị bệnh trĩ, bệnh xa tử cung, xa trực tràng, vừa điều trị bệnh xương khớp, tê bì chân tay, bán thân bất toại thì chúng ta không thể thiếu được cái cây dây quai ba lô kia. Đấy. Và quay trở lại cái vấn đề hôm nay là cái dây bờ tràn hấp này là một cái cây mà đầu tiên là nó đến bệnh trĩ thì chúng ta phải nó đến cây này đầu tiên. Còn cái thứ hai nữa, những cái trường hợp mà bị đau mỏi gân cơ và đau thần kinh tọa, đấy, đặc biệt là đau thần kinh tọa thì chúng ta phải có cây này. Và những cây những cái bài thuốc của A Sơn về chữa bệnh xương khớp và chữa bệnh thần kinh tọa, chữa bệnh trĩ đều phải có cây này. Cho nên là hôm nay A Sơn lên rừng hái cái cây thuốc này. Đấy, cây này tôi không biết là phổ thông nó gọi như thế nào. Thì tôi sẽ cho các bạn xem một chút về cái lá của cây này. Vâng, thưa các bạn, đây chính là cái lá của cây tràn lấp đây này. Để tôi chia sẻ cho các bạn. Đây, lá của nó mọc đối nhé các bạn nhé. Đây, lá mọc đối. Và toàn thân thì kể cả những cây mà những cành bánh tẻ thì nó cũng có những cái nốt sần sần như này. Nó đặc điểm nó rất là dễ nhận dạng. Và các cụ thường hay chỉ cho mình cách nhận dạng cây này là xung quanh như này. Quanh đây nó hay có những cái vòng vòng đây.
Và khi mà chúng ta bẻ cái, chúng ta ngắt cái lá này này. Và khi mà chúng ta ngắt cái lá này nó cũng có nó ra nhựa nhé các bạn nhé. Đấy. Nó cũng ra nhựa. Đây. Đây. Đây cho các bạn xem chi tiết hơn, kỹ hơn. Đây, lấy nhựa của nó đấy. Và một cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất và quan trọng nhất của cây này là khi mà chúng ta chặt ra như này, chúng ta để một lúc để cho cái nhựa của cây này khô thì chúng ta kéo nó rất là đây. Nó rất là giống như cái dây dây chun của mình ấy, đây này. Đấy. Nhựa của cây này này. Và cái vỏ chúng ta chỉ cần lấy một chút cái vỏ của cây này cũng vậy. Đây. Đây. Chúng ta kéo. Đây này, này các bạn này. Đấy. Đây. Nó không tách rời mà nó dính liền giống như chúng ta kéo dây chun vậy. Đây này. Đấy. Đó chính là cái đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của cây tràn thấp này. Đây. Rồi hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một chút như thế này thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái clip này. Nếu các bạn thấy clip này hay ý nghĩa thì đừng quên để lại cho tôi một like và chia sẻ clip này cho nhiều người cùng xem. Cảm ơn tất cả các bạn.